anh khi mà chúng ta nói đến những gì mà à, đang xảy ra trong ngày này à, hôm nay đó thưa với anh thì thấy rõ ràng có rất nhiều những cái đề tài mà nó vẫn tiếp tục à, tranh cãi à, không những là tranh cãi từ, từ một cả một thời gian trước mà cho tới ngày hôm nay nữa thưa với anh đó là một cái đề tài mà phá thai mà lê ngọc muốn nói đến thì có những cái lập luận mà họ chỉ đưa ra một chiều mà thôi giống như phá thai là một tội ác khó tha thứ. Mặc dù anh em của chúng tôi thưa quý vị và ngay cả chính quý vị nữa, chúng ta đều hiểu là không ai chấp nhận được cái vấn đề phá thai hết đó. Tại vì khi mà một người phụ nữ mang thai, đó là một cái hạnh phúc gọi là một cái sự thể hiện được cái chức năng của một người phụ nữ thưa với anh thì nhưng mà nếu mà chỉ lập luận chỉ có một chiều thôi thì nó có thể nó, nó nó, mang đến một cái cái nhìn nó nhìn nó có vẻ như là không có thông cảm hay là không nhìn ở hai phía hai chiều thì không biết những cái đề tài tranh cãi này anh có những cái ghi nhận như thế nào để mà có thể gửi đến cho quý vị khán thính giả trong ngày hôm nay thưa Ben Mai Loan cảm ơn chị lê ngọc nêu lên một cái đề tài hết sức là nhạy cảm và chúng tôi đã trình bày vài lần trong quá khứ rồi nhưng mà đôi khi không có nói hết những cái điều đó chị uh, uh, lệ ngọc là một phụ nữ uh, đã uh, mang thai đã sinh con thành ra mình thấy biết được cái cảm giác nghĩa là kinh hoàng lo sợ đau đớn sợ hãi và nguy kịch đến tính mạng của mình khi mà ngồi lên trên cái bàn xanh như vậy để mà có các bác sĩ làm uh, cá nhân chúng tôi đó uh, đi uh, học theo những lớp uh, lama để mà phụ hai phụ uh, có thể thở uh, trong cái giờ phút mà nguy kịch như vậy thằng bà và đã ngồi trong cái phòng sinh con uh, cái phòng mà gọi là là bác sĩ làm việc đó cho ba lần mà bà xã sinh ba đứa con Thầy đã hiểu được cái sự mà lo sợ cái đau đớn kinh hoàng như vậy và uh, cũng một lần và xã chúng tôi cũng bị uh, uh, hư thai lúc khoảng 2-3 tháng gì đó và coi như phải làm cái thủ tục mà uh, um, dnc tức là trục xuất ra cũng nguy kịch như vậy cũng phải ký một cái giấy cam kết là nếu có bị tử vong thì sẽ không có thư kiện vân vân thành ra hiểu được cái nỗi lo sợ như vậy thành ra cái chuyện mà phụ nữ lên trên cái bàn mẫu bàn dụng bệnh để mà bác sĩ làm cái đó nó là một cái hành động rất sức là đau đớn hết sức là kinh hoàng chứ không phải là một cái chuyện dễ dàng mà giống như chúng ta đi mua kẹo hay đi làm kia mà nhiều người cứ cho rằng là cái bọn những người phụ nữ phá thai nó bừa bãi dễ dàng vân vân tuy nhiên đi vô cái vấn đề này đó khi mà người ta kết án phá thai là một tội ác khó tha thứ ờ uh, mà giống như chị uh, như lê ngọc nói tất cả những cái này đều là lập luận của uh, một chiều thôi chẳng hạn như là trong thời gian gần đây uh, trên uh, các diễn đàn email có một người là mục sư huỳnh quốc bình ở bên oregon nó uh, viết một bài rất là dài với cái tựa đề phá thai là một tội ác của nhân loại và sau đó được rất nhiều người phát tán tại vùng thủ đô DC bà Nguyễn Thị Bé Bảy ông Huỳnh Thế ông Bùi Mệnh Hùng rất nhiều người khác vân vân à, dựa vào cái đó rồi đưa ra những cái hình ảnh những cái thai nhi bị uh, gọi là giết chết như vậy nó nó gây cái sự mà phản ứng nghĩa là đau lòng đau xót như vậy thì chúng ta hãy đọc những cái lời uh, giải thích như thế này để chúng ta hiểu thì uh, khi mà ông Huỳnh Quốc Bình ông biết này kẻ nào a tòng với bọn giết thai nhi là bất nhân chứ không phải là tôn trọng quyền chọn lựa của phụ nữ ý em chỉ muốn tấn công những người mà bảo vệ cái đó gọi là pro choice chúng tôi ủng hộ cái quyền chọn lựa của phụ nữ và ông um, bình luận tiếp tại sao phụ nữ giết con trong bụng mình thì được bảo vệ và giúp đỡ còn những phụ nữ do bất cẩn làm chết con thì phải đi tù chẳng lẽ là để tôn trọng quyền tự do của phụ nữ vậy thì phụ nữ giết ông chồng tàn phế hay là giết những đứa con làm vướng bận cuộc sống của mình thì có được hay không rồi phụ nữ mà tự lõa lồ khi đi ngoài phố thì có được chấp nhận hay không rồi phụ nữ giải quyết sinh lý với trai gái dưới tuổi vị thành niên thì có sao hay không và nếu để phụ nữ được tự do cho những cái này thì còn những cái khác thì sao đó là lập luận của ông, uh, ông huỳnh quốc bình và được rất nhiều người tán đồng như vậy bây giờ chúng ta hãy phân tích về nhiều mặt nha chúng ta phân tích về tình lý và luật về tình tức là chúng ta coi tình cảm cái cái đó có đúng không về lý là về lý luận về lý thuyết chưa nói đến cái mặt luật pháp thì về lý đó thì khi mà nói rằng kẻ nào giết thai nhi là có tội bất nhân điều này hoàn toàn đúng nhưng mà nó đúng nhưng mà chưa có đầy đủ bởi vì những kẻ khác nó có hoàn toàn trong sạch hay không những kẻ khác không mang tội hay chăng bởi vì chúng ta sống trong một cái xã hội rộng lớn với nhiều cái mối dây liên lạc kết chặt và đan quyện với nhau thì ít có trường hợp nào là chỉ do riêng một người đó gây ra cái điều gì và lãnh nhận cái hậu quả chúng ta lấy thí dụ là một trẻ em buổi đời bỏ học theo băng đảng phạm tội ăn cắp cướp của vân vân thì không phải chỉ có cái em này là người có tội mà còn nhiều người khác cũng liên đới trực tiếp hoặc là gián tiếp thứ nhất bố mẹ nè tức là gia đình thứ hai là thầy cô và cái hệ thống giáo dục tức là xã hội nhà nước không có giáo dục kỹ lưỡng vì thế cho nên chúng ta thấy xã hội mới dẫn đến cái việc mà thiết lập những chính sách giáo dục công lập và cưỡng bức cho mọi trẻ em dưới 18 tuổi và dùng tiền thuế của mọi người dân trong nước để mà chi trả cho cái chi phí giáo dục các em này. Thậm chí kể cả cái chi phí nuôi dưỡng các em trong nhà tù đó để mà tạo cho họ có cái cơ hội làm lại cuộc đời. Chúng ta thấy đối với những thiếu nữ mà phải mang bầu ngoài ý muốn đó. thì đầu tiên dĩ nhiên lỗi của các em rồi nhưng mà cũng phải có lỗi của các ba mẹ các em vì nghèo đói rồi lỗi của cái xã hội vì các thầy cô và nhà trường không có để ý kỹ lưỡng hơn và lỗi của nhà nước cũng không có những cái chính sách để mà hướng dẫn một cách hữu hiệu hơn để cho các em có thể đi vào cái con đường tốt đẹp rồi thêm những lãnh lỗi của những lãnh tụ tinh thần những lãnh tụ tôn giáo cấm đoán cái việc mà giáo dục sinh lý và ngừa thai nhưng mà thực chất là những cái tinh cái việc cấm đoán như vậy nó thiếu thực tế hoặc tệ hơn nó đạo đức giả cho nên cái việc mà ngừa thai nó không có được hiểu biết đầy đủ và được phổ biến và cái lỗi rất lớn của các chính khách các vị dân cử trong chính quyền không có những cái chương trình trợ giúp tốt đẹp cho thai phụ chẳng hạn như bên Mỹ mình gọi là prenatal care chăm sóc trong cái thời gian mang bầu để cho họ được chăm sóc đầy đủ đến hết thời kỳ sinh nở rồi sau đó đó nếu như là những cái thai phụ này không muốn uh, uh, gọi là nuôi con thì chính phủ các tổ chức từ thiện nhiều người lên tiếng chống đối đó quý vị nên sẵn sàng giang tay đón nhận các em sơ sinh này để mà về nuôi dưỡng cho hết cuộc đời còn lại các em thì lúc đó quý vị mới có thể lên tiếng chỉ trích chê bài và chúng ta cũng nên biết thêm đó là các chính khách đảng cộng hòa là những người luôn tìm cách cắt bớt tối đa những cái đạo luật gọi là welfare medicaid để mà trợ giúp cho cái giới nghèo với cái lý do là nó chỉ khiến cho mọi người ý lại và gây tốn kém cho xã hội. trong khi đó thì họ lại không bao giờ ngần ngại thúc đẩy các chính sách, các đạo luật giảm bớt các tiền đóng thuế cho những đại công ty, các tay đại tài việt với cái lập luận nghị, nghị biện về cái gọi là trickle down economics tức là giới giàu đó là được giảm thuế thì họ sẽ đầu tư và tạo công ngăn việc làm. nhưng mà trong khi đó chúng ta biết trong thực tế khi mà đã giàu đó con người dễ sinh hám lợi muốn giàu nhiều hơn tham lợi nhiều hơn muốn tìm đủ cách để mà giàu hơn nữa theo đúng cái 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 lòng tham của con người thành ra những chính khách những vị dân cử những vị lãnh tụ tôn giáo như là cái ông mục sư huỳnh quốc bình này họ chỉ biết mở miệng lên án kết tội các thiếu nữ phá thai trong khi lại ngăn cấm các chính sách mà tài trợ dân sinh cho giới nghèo để mà họ có thể thoát khỏi cái cảnh nghèo khó để họ, họ được đi học để biết cái nguy cơ của việc mang bầu lúc trẻ nó sẽ bất lợi trong đường dài để họ được giáo dục sinh lý để hiểu rõ cái nguy cơ có thể dễ mang bầu nếu không có cẩn thận trong cái quan hệ nam nữ và để họ được chăm sóc y tế đầy đủ và hiệu quả như là việc dùng thuốc ngừa thai vân vân thì chính những người này là những kẻ mang tội gián tiếp vì họ đã dung dưỡng cho một cái môi trường nghĩa là thuận lợi khiến cho tội ác ở đây là tội phá thai đó nó mới có thể xảy ra thì đây cũng không khác gì tình cảnh của các cha mẹ là người chịu trách nhiệm gián tiếp khi mà có con em nhỏ trong gia đình của mình phạm tội và hơn nữa đó khi mà mình nói phá thai là mang trọng tội nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận như thế này nè có những lúc cái việc mà chúng ta duy trì và bắt cái bào thai oan nghiệt đó cái bào thai không thích hợp đó, đó nó phải sống tiếp trong một cuộc đời khi mà nó ra đời để mà một cuộc đời có thể khó khăn hơn thì những người này còn mang tội nặng hơn nữa đó là trường hợp quý vị bắt người ta phải gọi là mang thai sinh ra và một đứa bé lớn lên tiếp tục một cái cuộc đời nghèo khó bất hạnh vì không có cha còn mẹ đó thì hắt hủi không có hãnh diện không có muốn thấy và xã hội và quý vị đó ruồng bỏ khinh khi không có đưa ra những chính sách để mà giúp đỡ và chúng ta cũng nhìn thêm là trong đời sống đó người ta đã có lúc phải dùng đến cái từ ngữ đó gọi là phát súng ân huệ tiếng Tây gọi là cú de cras. Chẳng hạn như là khi một tử tù mà bị hành quyết nhưng mà không chết ngay mà phải kéo dài thêm vài giờ đồng hồ trong đau đớn cực kỳ mà kinh hoàng đó đó thì ngay lúc đó đó có một người nào nghĩa là kê cái phát súng vào đầu và màng tang mà nổ súng đó thì đó là họ đã giúp giải thoát cho nạn nhân đó bớt đau đớn và cái tình cảnh này thật sự ra nó xảy ra trong cái đời sống hàng ngày với những người mà bị bệnh nan y mà hành hạ lúc cuối đời đó chẳng hạn như là bị ung thư cuối đời nó đau kinh hoàng luôn thì đôi lúc nó khiến cho những người thân ruột thịt của mình đó cũng có khi sẵn sàng tìm những cách mà cho họ chết hơn, có thể là cho uống thuốc mạnh hơn, có thể là cho nổ súng. Đó là về cái mặt gọi là 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 là, là, là lý còn bây giờ khi chúng ta nói về tình đó thì chúng ta nói thêm như vậy là khi mà chúng ta kết án như vậy đó hoặc là đưa ra những cái đạo luật ngăn cấm như vậy đó chúng ta đã để lộ một cái tính chất nghĩa là đạo đức giả và rất tàn nhẫn khi không có một cái ngoại lệ kể cả trường hợp bị cưỡng hiếp và loạn luân chúng ta biết những chính khách phe cộng hòa mà họ có dư tiền để mà đưa con em họ đến những nơi trốn khác để mà thuận lợi cho việc phá thai nếu cần nhưng mà cái đạo luật này nó ảnh hưởng cho đa số các thiếu nữ nghèo khó khác không có thể di chuyển một cách dễ dàng đến những nơi xa cho nên họ phải rơi vào tình cảnh đi phá thai tại địa phương hoặc là lén lút làm cái chuyện này nếu như cái đạo luật cấm phá thai nó được áp dụng Thành ra cho phép chúng tôi nói cái này nó hơi shocking, nó hơi gây khó chịu xíu. Giả sử như con em của những người chống đối như là bà Nguyễn Thị Bé Bảy, như là ông Mục Sư Huỳnh Quốc Bình, như là một số những người chống đối khác, có bị một cái tên khốn nạn nào như là cái tên George Floyd mà quý vị đã lên án đó. giả sử như bị một tên như vậy mà nó hãm hiếp, thì liệu quý vị có còn cứng miệng cấm con em của mình đi phá thai hay không? Câu hỏi đó quý vị sẽ tìm lấy câu trả lời và sau cùng đó đứng về mặt luật pháp thì giống như luật sư duyên đã uh, trình bày rất nhiều chúng tôi chỉ thêm một cái chi tiết nhỏ thôi tại sao các ông bà dân biểu nghị sĩ phe cộng hòa tại texas không viết một cái đạo luật để cho chính quyền tiểu bang thi hành nó bởi vì họ biết rằng như vậy sẽ bị tránh phủ quyết là vi hiến vì nó đi ngược lại cái phán quyết Roe vs Wade từ năm 1973 mà họ lại tìm cách xé rào bằng cách là họ thông vô để cho các cá nhân tự đi tìm và tố cáo những người này để mà được lãnh thưởng. Thành ra chúng ta cần phải nhìn góc cảnh nó không phải một chiều mà là nó đầy đủ hơn. Bởi vì trong ngành truyền thông chúng tôi nói đi nói lại rất nhiều lần là một nửa ổ bánh mì đó nó vẫn còn là một ổ bánh mì nhưng mà một nửa sự thật đó đôi khi nó không còn là sự thật nữa xin trở về với lại chị uh, Lê Ngọc dạ vâng uh, khi mà anh quý vị nghe anh Mai Loan nói đó quý vị thấy là anh đưa ra những cái thực tế để cho chúng ta đưa đến cái quyết định và một cái điều mà Lê Ngọc thấy đó thưa quý vị khi mà nó trở thành một cái um, một một sự việc mà xảy ra trong chính gia đình của mình đó thưa quý vị thì cái cái sự quyết định và cái nỗi đau đớn của chính gia đình mình đó, nó sẽ đưa đến một cái suy nghĩ nó hoàn toàn khác về cái vấn đề phá thai thì từ cái vấn đề phá thai này thưa với anh thì lệ ngọc cũng thấy nó vẫn tiếp tục có những cái sự chia rẽ những cái sự tranh cãi qua một cái đề tài khác. Thì Lê Ngọc muốn nói đến tiểu bang California với cái kết quả của cuộc bầu cử là có bãi nhiệm hay không bãi nhiệm. Ông thống đốc của tiểu bang California Newsom mà chúng ta biết là ông vẫn giữ vững được cái chức vụ của ông. Ông đã chiến thắng mà còn nói là chiến thắng áp đảo nữa. Thì từ trước tới giờ và ngay cả hiện nay nữa thưa với anh Mai Loan, chúng ta biết là tiểu bang California vẫn tiếp tục là một tiểu bang xanh vẫn là một cái thành trì của thành phần cấp tiến và di dân, nơi mà Đảng dân chủ nắm ưu thế, phải nói là một cái ưu thế rất là mạnh mẽ, hoàn toàn đa số ở mọi cái cấp chính quyền trên toàn tiểu bang California thì thưa với anh, khi mà chúng ta thấy được cái kết quả của ông thống đốc của tiểu bang Newsom đó thưa với anh, thì người ta có những cái nhận định người ta thấy rằng cái kết quả của cuộc bầu cử ngày 14 tháng 9 vừa mới qua ở California rõ ràng là một cái chiến thắng áp đảo, một cái chiến thắng lớn của ông Newsom nhưng bên cạnh đó cũng thấy được cũng nêu bật được một cái sự chia rẽ chính trị về cái vị trí địa lý quận hạt của cái tiểu bang California này thì khi mà ông Newsom đó ông giành được cái sự chiến thắng cái sự ủng hộ mạnh mẽ ở những cái khu vực ven biển và ở ngay trung tâm của thành thị trong khi mà ở vùng nông thôn đó thưa quý vị ở phía bắc và vùng những cái vùng nội địa mà về nông nghiệp những cái farm thì phần lớn đa số cử tri ở đây lại muốn trúc phế ông nhưng ở những cái vùng này có một cái sự nổi bật nữa. Người ta thấy là trên thực tế với cái kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ở năm 2020 và ngay cả cái kết quả mới đây của cái cuộc bầu cử bãi nhiệm ông Newsom ở 2021 thì cho thấy là ở tại tiểu bang California cái tính bảo thủ của cử tri ở đây đã bị mờ nhạt dần đi, thưa với anh. Vì ở những cái nơi mà như lệ ngọc nói ở những cái vùng nông thôn vốn là thành trì của bên phía đảng cộng hòa, thì cái con số mà muốn bãi nhiệm ông Newsom đó nó cũng chỉ thắng ở một cái cái phần trăm nó rất là nhỏ. thì từ những cái vấn đề này anh anh có ghi nhận được cái sự tranh cãi trong cộng đồng của chúng ta mà lại nêu lên mà lại không có bằng chứng nữa, thưa với anh là gian lận bầu cử ở tại uh, California cũng là từ bên phía dân chủ đã đánh cắp cái kết quả của cuộc bầu cử này hay không thưa anh? Dạ vâng cảm ơn chị Lê Ngọc đưa ra một cái chi tiết uh, đáng chú ý đó là không ai phủ nhận là uh, cử tri tại những vùng nông thôn uh, thì bao giờ họ cũng có cái khuynh hướng bảo thủ hơn là uh, cử tri tại những vùng uh, uh, thành thị. À, lý do rất là đơn giản lắm là cái dân nông thôn là cái dân mà không có tiếp xúc với những cái trào lưu tiến hóa mới tại những khu đông dân thành ra họ có tinh thần bảo thủ họ quen với cái gọi là giống như đời sống mình gọi là ngày xưa ở sau cái lũy che làng họ chỉ biết những gì mà chung quanh cái đó thôi họ cũng không khác gì những người mà trong cái 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 gọi là đáy giếng đó họ chỉ biết trong cái phạm vi nhỏ hẹp đó thành ra họ họ có tinh thần bảo thủ là chuyện bình thường còn những dân mà ở thành thị đó lý do tại sao họ phải cởi mở hơn thứ nhất là họ sống ở những đời đó đó đông người và họ tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau rất nhiều cái nguồn gốc khác khác nhau, sắc tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, văn hóa khác nhau, màu da khác nhau. Và họ phải rút ra được một cái bài học đầu tiên là chúng ta phải compromise, chúng ta phải điều đình, chúng ta phải thỏa hiệp để mà chúng ta cùng sống trong một cái môi trường đó và cùng lớn lên, chứ không phải chúng ta khư khư giữ cái quan niệm của mình. Thành ra nó mới có cái luật bầu cử và chúng ta phải coi như bầu cử thay đổi mỗi 2 năm, mỗi 4 năm v.v. Chứ không thể là một cái chính quyền nào cứ cầm quyền mãi thành ra một cái thể chế độc tài. Thành ra cái truyền thống đó, đó cái sự cách biệt giữa một bên thành thì theo phe cấp tiến, nông thôn theo phảo bảo thủ. Nó hiện diện gần như khắp mọi nơi trên 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 thế giới chứ không phải ở nước Mỹ. Và nó cũng là cái điều đầu thường. Khi người ta đề cao cái giá trị mà bảo thủ ờ ừ, ấy đó thì họ nói rằng bảo thủ là những người bảo tồn những cái giá trị thì đó chỉ là một cái góc cạnh mà thôi đúng là chúng ta bảo tồn những gì giá trị nhưng mà chúng ta cũng nghĩa là lưu truyền luôn những cái gì mà từ xưa cũ mà nó có lợi chúng ta mà chúng ta không chịu cởi mở nhìn những cái mới lạ thành ra cái, cái gọi là cấp tiến hay là phóng khoáng hay là tự do nó mang theo cái chiều hướng đó là chúng ta cấp tiến chúng ta nhìn nhận đón nhận những cái mới và khi chúng ta nghiên cứu thấy rằng nó có lợi cho cho mình cho tập thể nói chung thì chúng ta uh, chấp nhận cái đó thành ra hai cái làn sóng chống đối giữa cấp tiến và bảo thủ luôn luôn nó va chạm với nhau và càng ngày đó càng có sự tiếp xúc nhiều chừng nào thì người ta sẽ đi vào cái khuynh hướng cấp tiến hơn do đó của cái xã hội thời ngày xưa đó khi mà cái sự giao tiếp từ nơi này sang nơi nọ nó khó khăn không có những phương tiện truyền thông mau lẹ như là radio như là tv và sau này là internet đó thì cái tinh thần bảo thủ đó nó nó được duy trì nhiều và cái làn sóng cấp tiến đó, nó không có được cởi mở nhưng mà kể từ ngày những phương tiện truyền thông mà nó được quảng bá rồi thì cái làn sóng cấp tiến đó, bao giờ nó cũng rộng rộng rãi nó cũng phát triển nhanh hơn đó. điều này đã xảy ra không phải tại nước Mỹ nó xảy ra ở những nước bên Đông Âu sau cái bức màn uh, sắt đấy nó xảy ra tại Việt Nam mặc dù là có một cái chính quyền đàn áp của nhà nước Việt Cộng, nó cũng xảy ra bên Trung Cộng luôn. Mặc dù có một cái chính sách đàn áp như vậy, thành ra cái điều đó là cái điều uh, hiển nhiên. Trở lại với cái tình trạng bầu cử tại Hoa Kỳ đó, thì chúng ta thấy là cái lời nói dối tệ hại kinh khủng của Donald Trump là gọi là the big lie rằng là có gian lệnh bầu cử. Nó là một cái lời nói dối tệ hại ngu xuẩn nhất, nhưng mà chẳng may là nó lại tiêm nhiễm vào thành ra có một phần lớn những người cử tri cộng hòa cho đến giờ này mặc nhiên họ chấp nhận là cuộc bầu cử vừa qua đó nó có cái điều gì đó khuất tách nó không có rõ ràng quang minh chính đại và À, ông Joe Biden là tổng thống đắc cử có một cái tình trạng nghĩa là thiếu công bằng lem nhem như thế nào thậm chí còn cho rằng là đã đánh cắp cái kết quả bầu cử tức là cháo cái phiếu dành cho ông Trump sang cho ông Joe Biden một cái điều hoàn toàn là phi lý mà tất cả các cơ quan truyền thông đó họ đều đã uh, uh, xác nhận như vậy và thậm chí ngay cả cái đài Fox News là cái đài mà có cái truyền thống binh vực phe bảo thủ từ hơn hai chục năm qua đó và nghĩa là phò trung một cách cực lực trong bốn năm qua đó họ cũng đã lên tiếng xác nhận chuyện này bất cứ một diễn giả nào kể cả donald trump khi lên trên làn sóng phát biểu những câu nói như vậy nói rằng có gian lệnh bầu cử kể cả trong những cái cuộc mà gọi là tập hợp riêng của ông donald trump mà khi nói như vậy đó thì họ lập tức ngưng ngay lập tức họ không có chiếu nữa tức là họ không có tiếp tay cho kẻ nó nói dối nữa và họ còn chỉnh sửa lại họ nói rằng cuộc bầu cử vừa rồi không có cái gì gian dối những lời tạo tố cáo như vậy là cái điều mà xạo láo. Rồi uh, những hãng thông tin lớn AP Reuters bao giờ họ cũng thông thêm cái câu đó khi mà nói rằng là cuộc bầu cử vừa qua để diễn ra với kết quả ngay thẳng không hề có gian lận bầu cử. Nếu như họ biết cái nội dung bài viết đó nói về vấn đề bầu cử và có những cái vậy và ngay cả tại nhưng mà không hiểu sao vẫn còn có một số khá lớn những cử tri của phe cộng hòa lâu ngày chày tháng họ bị gieo vào những cái đầu óc đó cho nên nó không có tẩy xóa được cái đó và rất tiếc là trong số đó lại có một cái khối lớn những cái cử tri người mỹ gốc việt chúng ta vẫn còn có cái thành kiến như vậy thành kiến về phe dân chủ rồi từ đó lây sang thành kiến tấn công chê bai ông joe biden có một cái định kiến sai lầm ủng hộ ông Donald Trump là vì chống Trung Cộng vân vân, mặc dù Donald Trump và con em của mình là hướng lợi từ Trung Cộng nhiều nhất. Rồi để mà từ đó cáo buộc rằng là Joe Biden là nô tài của Tập Cận Bình, là tay sai của Trung Cộng vân vân, mặc dù những chứng cứ rõ ràng cho thấy là ông Joe Biden từ ngày, lên cầm quyền đó đã coi như là nỗ lực hết mình và thành công trong cái việc kết hợp tất cả các quốc gia trên thế giới thành một liên minh đứng sau Hoa Kỳ để mà chống lại với Trung Cộng. Thành ra cái đó là một cái điều đáng buồn. Và cái điều đáng buồn nó nó diễn ra lần này bên California đó là cái kết quả gọi là ngược với dự tướng dự đoán lúc ban đầu có thể là khít khang ngang ngửa nhưng mà cuối cùng là ông Uh, Newsom đã thắng đến 62 63% phía bên kia chưa tới 40% và chính ông Larry Elder đã xác nhận cái kết quả này chấp nhận kết quả và nói rằng chúng ta đi tìm những trận đấu khác để mà mà đấu lại. Cái đó là cái lẽ bình thường nhưng mà có nhiều người vẫn tiếp tục nói là gian lận bầu cử cũng những người mà nãy chúng tôi nêu lên tên như vậy uh, chẳng hạn như là uh, uh, ông đặng vân âu viết một cái email rồi sau đó mà các ông khác phạm quang chiểu hùng thế toàn là những người cao niên những người cũng tiếp tục hô hào cái đó nó mà điều xấu hổ khi mà ông âu viết là tôi đã thông báo trên mạng xã hội rằng tôi đã đi bầu bãi nhiệm thống đốc california trước ngày 14 tháng 9 tôi đưa ra cái id để chứng minh mình là cử tri hợp pháp thì họ bảo là không có cần thiết tôi biết ngay đây là cái âm mưu để cho người bất hợp pháp được quyền bầu và bầu bao nhiêu lâu cũng được đây là một cái luận cứ hết sức là xảo láo và rất là ngu đần. Rồi ông viết tiếp trong cái thư rằng là mời quý vị xem cái đường link dưới đây để thấy 350.000 lá phiếu bị biến mất trong tình trạng này năm 2022 cũng sẽ có gian lận xảy ra. Nền dân chủ của nước Mỹ sẽ không còn. Rồi đưa một cái link nói rằng là có hơn 350.000 lá phiếu đã biến mất trong cái đêm bầu cử. Thứ nhất đó, cái điều này đó nó là một cái lời cáo giác sai lầm và do cái hiểu biết ngu đần của mình. Khi mà cái ông Âu này hay nhiều người khác nói rằng là đến vòng phòng phiếu đưa cái thẻ ID ra mà chứng minh là cử tri mà nói rằng họ không cần thiết đó. Thứ nhất đó là chúng ta không có cái bằng chứng ngay của ông cáo giác như thế nào. Ông có báo cáo với cái người nhân viên của phòng phiếu hay không để lập cái hồ sơ vi bằng hay không. Thứ hai đó là đôi khi người ta không kiểm soát là tại vì trên cái hồ sơ máy, đó, đó họ đã có sẵn đầy đủ giấy tờ cần thiết họ biết là mình là ở địa chỉ nào nè. Thành ra khi mình đưa một cái đó là họ biết có hồ sơ như vậy họ không có kiểm soát nữa, chứ không phải là họ lơ là để cho bất nhất là gọi là để cho những người bất hợp pháp được quyền đi bầu bất hợp pháp là anh không có cái giấy tờ nào anh không có dám trường mặt đến những nơi đó để mà anh sợ rằng là nhân viên của uh, uh, tổng nhà di chú có thể lôi cổ anh về sự bất chứ đừng nói chi mà đến uh, cả gan đến phòng phiếu là một thứ hai là bầu như vậy là anh phạm tội hình sự rồi cái chuyện mà thì giờ của ấn đâu mà đi bao nhiêu lần cũng được tất cả điều đó là những điều hoang tưởng và nếu điều đó mà có thật thì nó có thật trong cái đầu óc nông cạn suy nghĩ dốt nát của họ thôi Tiếp đến cái quan trọng thứ nhì là họ đưa ra cái lượng đường link nói rằng 350 ngàn lá phiếu đã bị biến mất. Điều này chúng tôi nói trong cái chương trình vào tuần trước đó và cũng đã gọi là phát sách giống như là chị Lê Ngọc nói là lật tẩy những sai trái đó. Một vài cái diễn đàn, một vài cái trang YouTube của những tay mà mà, mà gọi là ma đầu cuồng trâm ờ, trong đó có cái tay trẻ là Trần Michael. Họ đưa ra ở dựa trên một cái um, cái cái podcast của một cái người Mỹ đó là hình như là ông Brand uh, Panma ông nói cái đó và sau này và liền sau đó không lâu đó khi mà ông này hiểu được cái sự thật do hãng thông tấn AP đưa ra đó thì ông ta đã cải chính ông ta nói lại là chuyện không có thật nhưng mà những cái thông tin ban đầu của ông ta đó mấy cái tay cuồng trong nó tiếp tục nó phát tán thành ra có cả triệu người khác dựa vào đó tin theo lý do rất là đơn giản có thật là 350.000 lá phiếu bị biến mất hay không. Bởi vì cái ông chàng Panama này họ nói rằng họ đang coi trên cái màn hình đó CNN chiếu là nó cho thấy là cái số phiếu nô no đó là, là tổng cộng lúc đó là 2 triệu 2, 2. Còn cái số phiếu yes đó, đòi bãi nhiệm là 2 triệu 2. Còn cái số phiếu nô no mà cũng uh, uh, Newsom đó, đang thắng đến 4 triệu mấy lần. Thì cái, 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 cái kết quả sau cùng nó không thay đổi. Nhưng mà liền sau đó mấy giây đó thì trên màn hình nó đổi lại là cái số phiếu yes đó, nó chỉ còn có khoảng 185 ngàn. Thì cái anh chàng Panma này nói, đó quý vị thấy không, bằng chứng ngay trước mặt nè, 350 ngàn lá phiếu biến mất đi. Trước đây một vài giây đó nó là 2 triệu 2, ,000. bây giờ nó còn một triệu 85. ,000. Tại sao vậy? Thì đây là bằng chứng rõ ràng nhé quý vị thấy này Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái lỗi lầm của cái người nhân viên mà khi mà họ keyboard họ, họ báo vào họ cộng cái số phiếu yes với số phiếu new, no cộng một cái là 185, một cái là rưỡi, họ cộng lại là 2 triệu 2. Khi mà cái máy đó đó họ, họ, ý thức được cái sai lầm chỉ trong vòng 2 second sau đó họ đã điều chỉnh thành ra cái con số nó nó được điều chỉnh lại chứ không hề có cái trò mà gọi là gian dối biến mất lá phiếu mình cái điều này thật sự ra nó đã có từ cái cuộc bầu cử tại Georgia hồi đầu tháng Giêng nó đã được lật tẩy đó nhưng mà rất tiếc là cái bọn ma đầu đó, nó vẫn duy trì cái điều này và một số những người ý thức được đó thì họ biết là sai lầm họ sửa chữa như là cái anh chàng Panma kia nhưng mà còn những người khác đó tiếp tục đi vào cái con đường nghĩa là sai lầm và ngu muội như vậy đây là một điều hết sức là đáng tiếc chúng tôi đã nói trong chương trình kỳ trước nhưng mà lần này vẫn phải nói lại tại vì trong cuối tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều những email trên những nhiều diễn đàn truyền thông rất nhiều người uh, đa số là những vị cao niên lớn tuổi tranh đấu chống cộng trong cộng đồng Việt Nam Đặng Vân Âu Phạm Quang Chiểu Hùng Thế Bùi Mạnh Hùng Nguyễn Thị Bé Bảy vân vân tiếp tục lập lại cái đó đó là cái điều đáng tiếc mà chúng tôi phải trở lại để mà một lần nữa nói cho họ biết khai mở cho họ hiểu rõ một chút xíu và đồng thời đó cũng nghĩa là cho mọi người thấy cái, cái cái sự mà gọi là là cuồng si một cách thiếu hiểu biết như vậy chỉ vì quý vị còn cây cú khi mà gọi là thiên sứ khi mà lãnh tụ của họ vì là donald trump đã bị thất cử một cách đau đớn mà vì không chịu nhìn nhận cái sự thật như vậy một người khác nó cũng đưa ra cái nhận định rằng là nếu như là đảng cộng hòa hoặc là ứng viên đảng cộng hòa nào mà thấy gian lệnh tại sao không có đi tố cáo lúc trước đi mà phải đợi đến cái đám cuồng ngu Việt Nam như là ông Đặng Văn Âu lên tiếng như vậy và trong tất cả những cuộc bầu cử đó thì bao giờ cũng có một quan sát viên của Đảng Cộng Hòa cùng với lại một quan sát viên của Đảng Dân Chủ cùng với một người một tổ chức có mặt trong phòng phiếu bất cứ lúc nào thành ra cái điều này đó là cái điều hết sức là vô lý Thành ra nếu mà phát hiện như vậy đó thì cái điều đầu tiên tại sao không có chi hô lên để mà nhân viên phòng phiếu làm một cái lập vi bằng một cái bằng chứng rồi sau này có thể kiện cáo là tòa mà lại đi lên trên những cái diễn đàn cái tiếng Việt của mình lên trên những cái YouTube của mình để mà nói như vậy. Cho nên cái lời khuyên cuối cùng là hãy mở mắt ra đi những cái tên gọi là điên cuồng ngu ngốc Việt Nam gọi là cuồng trâm như vậy.